Trời ơi trời, anh đi kiếm mày nãy giờ. Ê, bây giờ hiện tại là anh vừa được ra na cấp cho cái ạc là 700 triệu luôn. Thì hết này. Thề luôn, súng leo ấy là quá trời luôn á. Bây giờ em mà nhìn cái là hết hộp luôn. Hình như là nó súng leo 7 còn hơn ạc của mình đó anh em ơi. Bây giờ anh có cái này nè. Muốn được cái ạc đó không? Muốn chứ này. What? Trời ơi trời, sao mà nghe tới ạc giàu mày muốn mà không anh nói là mày muốn ạc nghèo không? Cái mày chạy với mày. Bây giờ em muốn cái ạc đó phải không? Thì bây giờ em bảo kê cháu gái này tên nợ. Biết cháu gái này tên nợ không? Biết chứ thầy. Rồi, bây giờ anh sẽ cho em đấu với lại hai thách đấu. Nhưng mà nhiệm vụ của em là phải ok cho cháu gái này tên nợ mà win trận đấu đó nghe. Dạ. Win được tặng cho ạc luôn. Sao không chưa? Chưa đâu thầy. Ok, lấy nổi đi. Trời ngữ là trời thiên lâm há hốc mồm luôn kìa anh em ơi. Ừ, hàng này nè, uy tín luôn. Thì anh Hải. Từ đó giờ anh không có quét mồm điếu mày đâu. Bây giờ bảo kê được cháu gái này tên nào thì anh tặng cho mày cái hàng này luôn. Tại vì cơ bản anh cũng có hạt chính rồi. Bây giờ sao, chơi không? Chơi luôn chứ sợ gì thầy. Nhưng mà nhớ là thắng với mày thua là có cái nẹt đó. Còn cái nẹt. Ok, vô đây. Hình như là tôi quên cái gì đó anh em à. À, quên chào anh em chứ còn gì nữa. Hello, hello, lại là mình Sima đi nè mày. Chúc anh em có ngày mới thật là khỏe nữa mà. Thì hôm nay để tăng cái độ khó cho bé Lâm anh em là tôi sẽ cho nó sử dụng đồ nhại mà full 100 của tôi luôn nha. Độ nhại thần thánh luôn anh em mà. Từ trước đến nay thì anh em xem video của tôi anh em cũng biết là tôi sử dụng đúng một cái độ nhại đó là full 100 cho nó nhanh gọn lẹ anh em ơi. Riêng bé Lâm hôm nay là mình sẽ không cho nó sử dụng đồ nhảy của nó nha anh em ơi. Để tránh tình trạng mà kiểu game quá dễ anh em à. Đấy. Thì nếu mà nó bảo vệ được cháu gái của nào tính nợ anh em thì mình sẽ cho nó là cái hạt mà 700 triệu đó anh em à. Tôi đã show cho anh em xem là súng leo 7 nhìn đã cái mắt luôn ấy. Ok nha, bây giờ là không lòng vòng nữa. Anh em nhớ là ấn like clip cho mình mà cái gót chân này tôi sẽ tạo phòng luôn nha. Ok anh em ơi, đây chính là lần đầu tiên mà bé Lâm sử dụng đồ nhảy của mình luôn anh em à. Rồi anh em không ấn like clip này là hơi phí chứ còn gì nữa. Để xem là đồ nhảy mà full 100 thần thánh mà mình hay dùng anh em có giúp bé Lâm là win trận đấu này không. Hoặc có thể là giúp bé Lâm thành con boss anh em à. Rồi xong, chưa kịp nói dứt tiếng nó bắn bay đầu luôn anh em ơi. Gớm ghê không nổi. Anh em cũng xem clip tôi từ trước đến nay thì anh em cũng biết là tôi cũng hay dùng đồ nhảy của bé Lâm anh em ơi. Đa số tôi dùng nhiều luôn ấy, những cái trận đấu mà kịch tính anh em. Thì đây chính là lần đầu tiên mà bé Lâm sử dụng đồ nhảy mà tôi hay dùng luôn anh em ơi. Đồ nhảy full 100 này là tôi dùng từ cái thời mà 2018 anh em à. Để kéo một cái là full 100 luôn cho nó nhanh anh em ơi. Khỏi cần phải đo điếm các kiểu anh em à. Rồi để xem là trận đấu này bé Lâm nó win được không nha. Bên kia còn đúng một người anh em à. Rồi xong, win bắn win luôn rồi anh em ơi. Lúc nãy mình ấn vào trong đội thế giới anh em thì mình mới phát hiện ra là hai người này ganh thách đấu anh em ơi. Cho nên là mình kết bạn luôn và mình cho bé Lâm nó bắn cái trận đấu này anh em à. Mình thấy là nhà anh thì đa phần là chơi đấu ganh nhiều hơn là solo anh em ơi. Á đu trời ơi là trời dân chơi lên nhà luôn kìa anh em à. Rồi nay thì lên nhà này. Chắc là mình nghĩ là mấy người này không có kiểu solo nhiều anh em cho nên là không biết anh em à. Cứ lên nhà thủ như là đấu ganh. Nhưng mà người ta ganh thách đấu anh em ơi. Thì nói chung là trận đấu này tôi giao luật là bắn tự do cho nên là lên nhà cũng không sao anh em à. Nhưng mà bé Lâm thì mình nghĩ là khả năng cao trận đấu này nó không có lên nhà đâu anh em ơi. À, nhạt nhạt hả mày. Bể nó công điện này. Ok, cứu kéo rồi. Ok, thành công rồi anh em ơi. Hiện tại là bé Lâm phải cần đâu đó là 5 ván nữa anh em ơi mới win được trận đấu này. Và nếu như mà bé Lâm win được á là nó xứng đáng nhận được một cái hạt mà của bên Ghana cấp cho mình nha. Hạt này nói chung là khá là VIP luôn anh em ơi. Mình đánh giá là đâu đó là khoảng tầm 700 triệu anh em à. À đây rồi, đây, đây rồi. Này thì nhảy nhót này. Ok, 3-0 rồi anh em ơi. Bé Lâm trận đấu này là hơi khó khăn luôn anh em ơi. Thứ nhất là chơi game với gái là nó cực kỳ nhát gái luôn anh em à. Thứ hai là nó dùng độ nhảy của tôi anh em ơi. Thề luôn độ nhảy full 100. Ê, gầu xong. Đó, độ nhảy của mình là chỉ có thể là mình bắn được thôi anh em ơi. Tính ra là độ nhảy của mình bắn là auto bay đầu luôn. Còn bé Lâm nó dùng độ nhảy của mình đây chính là lần đầu tiên luôn ấy. Chứ là nó còn hơi bỡ ngỡ anh em à. Há đù, thanh niên này tính ra nãy giờ là tìm Uyên bắn hoài luôn anh em ơi. Rồi cái tội mà tìm con gái bắn này. Tính ra là cháu gái này nào bắn cũng khá là hay anh em ơi. Thanh niên này chắc là sai lầm tuổi trẻ rồi. Tại vì trận đấu này chủ yếu là bé Lâm nó theo nó bảo kê thôi anh em ơi. Mặc dù là cháu gái này nào bắn cũng khá là hay anh em à. Nhưng mà mình nghĩ là cháu gái này nào cần hai cũng không được đâu. Cho nên phải cần bé Lâm anh em ơi. À chạy đi đâu con sâu đó. Bể luôn cái nồi cơm điện. 4-1 anh em ơi. À quên nói cho anh em nữa thì hôm qua là mình nhận được một cái thông báo từ shop của mình anh em ơi. Thì trong tháng này nếu như mà bạn nào đua top ở trên shop mình từ top 1 cho đến top 5 anh em à là cuối tháng sẽ nhận được hình như là đâu đó 3.500.000 anh em ơi, mình nhớ không nhầm là vậy. Úi ôi
Vãi cá nồi thế nên là bắn không có đam nhưng mà vẫn chết địch đấy em ơi. Lát kinh khủng luôn anh em à. Rồi gũ là trời anh cá mập bay trong gió tha cho cục wifi em đi. Không thôi là đá lên đầu cây nghỉ luôn ấy. Tính ra là dạo này là wifi mình khá là lát anh em ơi. Ok nha, thì anh em nào mà có quay sớm mình nhấn vô phần comment này cũng như là phần mô tả mình có game nha anh em ơi. Rồi bây giờ là quay trở lại với trận đấu anh em à. Á đu vẫn chơi. À từ 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 anh em ơi, vẫn chơi chạy à, chạy chạy hả mày, đỡ sao mà được. Ok bây giờ là 5-1 rồi anh em ơi. Tính ra là từ nãy đến giờ bé Lâm nó tìm hết chỗ này luôn nhưng mà không thấy thanh niên nào anh em à. Ê rồi xong, nó bắn lén anh em ơi. Ha à, thì ra là nó chơi núp nó bắn lén anh em à. Rồi xong rồi mày tàn xương, gió lạnh rồi. Ok bây giờ là bé Lâm đã đóng màu rồi anh em ơi. Ha à, hình như là còn thanh niên kia là ở trên trước mặt bé Lâm anh em à. Cái đậu xanh, đậu đũa, đậu đen, đậu Hà Lan anh em à. Tính ra nãy giờ là bé Lâm nó đi tìm quá trời. Ở kìa, vừa nói đi tìm cái là nó bắn bay đầu luôn anh em ơi. Rồi còn lại là cháu gái này tên nợ anh em à. Rồi thua luôn anh em ơi. Ok bây giờ tỷ số là 5-2 rồi anh em à. Ok anh em nha, thì chỉ còn có hai ván nữa là bé Lâm nó win được rồi. Nhưng mà mình không biết là trận đấu này nó win được không anh em ơi. Tại vì bên kia là chơi chiến thuật cực kỳ luôn. Anh em cũng biết là những người mà gánh thách đấu, anh em là chơi chiến thuật ở trong đấu ganh là cực kỳ hay luôn mới lên được gánh thách đấu anh em à. Thì hiện tại là kênh của mình là cũng gần lên 1 triệu sub rồi. Anh em nhớ là đăng ký cho mình để lên sớm 1 triệu sub và mình lấy cái nút vàng nha anh em ơi. Mình nghĩ là đâu đó tầm 1 tháng 2 tháng nữa là mình có thể là lấy được nút vàng rồi anh em à. Rồi Hảo Ma Canada Sô-cô-la anh em à. Từ trước đến nay mình để ý hình như là đâu đó 4 lần rồi. Cứ mỗi lần mà mình nói dứt câu anh em là bé Lâm nó lại nóc anh em à. Ảo thật sự luôn ấy. Ok bây giờ là còn 2 ván thôi, cố lên Lâm ơi. À thì kênh của mình đó là chuyên quay về mà kiểu thằng đồng bắn hay anh em, với lại là những bạn mà solo hay ấy. Thì anh em mà có xem video của tôi thì nhớ lẫn được cái kênh này, nếu như mà anh em mà đam mê về solo nha anh em ơi. Còn mob lớn thì lâu lâu mình cũng chuyển sang cho bé Lâm bắn anh em à. Thì anh em cũng biết là bé Lâm từ trước đến nay nhỏ tuổi nhưng mà kỹ năng thì cũng ok anh em ơi. Đấy thì anh em nào mà thích bé Lâm thì nhớ là comment là bé Lâm cộng với team nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Cây đỏ mặt luôn anh em à, tôi không biết là chỗ tôi như thế nào anh em ơi. Nhưng mà thời tiết đang nóng tự nhiên đột ngột cái là chuyển sang lạnh luôn anh em ơi. Tôi thấy cảm giác là thời tiết chỗ tôi là đang khá là lạnh luôn ấy. Thành ra là tôi bị đau họng với lại là tôi đang bị bệnh anh em à. Thì chỗ anh em có giống tôi thì nhớ là mang khoác vô nha để tránh tình trạng mà bị cảm lạnh nha anh em ơi. Nóc một anh em à, rồi. À anh em thấy là tôi đang bị bệnh nhưng mà tôi vẫn ra clip mỗi ngày cho anh em xem. Tức là tôi cực kỳ là đam mê quay clip luôn, với lại là làm YouTube cho anh em xem. Thì anh em đừng quên là bỏ theo dõi kênh tôi mỗi ngày nha. Đấy buồn lắm đó anh em à. Ok cuối cùng bé Lâm nó cũng chốt kèo với tỷ số là 7-3 và ok được Uyên rồi nha anh em ơi. Cháu gái của Natina. Để xem nó là bao nhiêu kill anh em à. Úi dồi 11 kill luôn anh em ơi. Từ từ bây giờ để xem Uyên được bao nhiêu kill anh em ơi. Cháu gái Natina là được 4 kill anh em à. Bé Lâm thì được 11 kill. Ok nói chung là như này tôi thấy là bảo kê chắc là được rồi anh em à. Nếu như mà bé Lâm mà kiểu thắng được ấy mà nó thua kêu Uyên là xác định là thôi nghỉ luôn anh em ơi chứ còn gì nữa. Dạo gần đây mình thấy là có nhiều anh em trả lời câu hỏi đúng cực kỳ ở trên kênh của mình luôn nhưng mà quên kèm theo ID game anh em à, cho nên là tôi cũng không tặng kim cương được cho anh em ấy. Thì anh em nhớ là trả lời câu hỏi đúng này, đừng quên là kèm theo ID game nha. Đấy cái đó là cái quan trọng nhất anh em à. Ok nha, thì bây giờ vẫn như một ngày anh em à, vẫn là câu hỏi nha anh em ơi. Khẩu súng M1887 không có skin, bắn bao nhiêu viên đạn mới bể được trái keo? Đó anh em như là trả lời đúng này cũng như là kèm theo game nha anh em ơi. Ok đừng quên là lên shop Sim Abyss chúng mình cũng như là quay kim cương ủng hộ mình nha. Đừng lên mà để phần comment cũng như là phần mô tả nha anh em ơi. Phải liền đây, bây giờ mở ra coi để xem là anh có uy tín không. Ok anh em ơi, đấy tài khoản mật khẩu là ok luôn. Thì hàng này chính là ạc mà bé Lâm nó bảo kê cho cháu gái này tự nợ và nó nhận được nha anh em ơi. Thì nói chung là mình cũng có một cái ạc là tương tự y chang như này luôn. Với lại là chính mình thì không nói rồi anh em ơi. Thì mình sẽ tặng cho một bạn ngẫu nhiên ở trong clip này vẫn like clip cho mình nha. Đấy một bạn ngẫu nhiên thôi nha, tại vì mình có duy nhất một cái ạc VIP thôi anh em à. Ok nha, thì đừng quên là ấn like bằng cái nút này nè anh em à. Đấy kêu mọi người ấn like đi. Mọi người nhớ ấn like nha. Đó ấn like, bé Lâm kêu anh em ấn like đấy. Bây giờ là tôi đếm từ 1 tới 3 là anh em ấn like nha. 1 này 2 3 đón lại anh em ơi. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau.